Yo, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi series của cái con game là Smoland này nè. Như ở tập trước thì mình đã xây được nhà, thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục cái khám phá những cái gameplay cũng như là những cái công trình ở trong game này. Đây, và đây là ngôi nhà thân yêu của chúng ta nè. Thì bây giờ chúng ta cần đi tìm cái seed oil này, và muốn chế được cái seed oil này thì chúng ta phải có hạt giống. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tìm hạt giống nha. Ở đây là búa. Búa có hai cái hát chết, hai cái điều khác nhau này nè. Cái điều này thì đam nó to hơn nè. À, cái điều này mình đủ đồ để mà chế này, thiếu 4 cái chitin để mình xem thử là mình có chitin không ha. Ồ, chitin là mình mới có 3 cái thôi, là thiếu 1 cái chitin. Chúng ta sẽ chế một cái cung. Cái cung là cần 8 cái fiber và 10 cái gỗ. Fiber thì mình có nè, gỗ mình cũng có luôn nè. Đấy, mình sẽ chế một cái cung, tại vì cái cung của mình là gần bị hỏng rồi nha anh em. Đấy, mình sẽ chế một cái cung. Ô. Di chuyển led ship, từng tô ship. Mình sẽ bỏ vào đây. Gỗ thì cho lên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi giết con gián để mà mình lấy cái chitin. Thì trước khi đi chúng ta đang bị đói bụng nè, mình sẽ ăn thịt gián, ăn thịt kiến nè, mà cho lên cái điểm phút. Ồ, mấy cái nấm này nó sau một ngày là nó spawn lại nè. Đấy, spawn lại thì mình thu hoạch thôi. Trước mặt chúng ta đang có một con kiến thì sẽ giết nó luôn. Đấy, anh em thấy bây giờ mình bắn hay không? Chỉ cần chúng ta né thôi là chúng ta sẽ mấy con đó không là cái vấn đề gì nữa, chỉ cần chúng ta di chuyển linh hoạt là được. Sẽ nhặt đồ ở đây. Và mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải đi tìm con gián để mà chúng ta giết nó lấy chitin. Đây, trước mặt chúng ta đang có gián này nè. Ồ, nó bò đi đâu đây? Không thì mình sẽ giết cái con dưới này trước. 42 đam luôn. Chết mẹ mày đi. Nó lên, nó lên, nó lên, nó lên anh em ơi, nó lên, nó lên. Bị hỏng rồi, bị hỏng rồi, mình sẽ thay cái cung mới. Cây kia bị hỏng rồi thì trước mặt mình cũng có một con gián luôn. Ủa, con gián này đứng đâu thế? Chạy thôi nha. Chúng ta cứ áp dụng cái chiến thuật cũ thôi, đấy. Mày đứng đây là mày chết. 27 đam luôn. Chết nè, chạy đi đâu. Mày chạy hả? Chúng ta sẽ rượt theo để giết nó nha nha. Ô, bắn hụt rồi. Con này nó gần chết rồi cho nên nó chạy. Hết mũi tên à. Đấy, còn 4 mũi tên nè.
Rồi nó xuống. Mày xuống đây, 21 máu nè. Đấy. Rồi. Chúng ta đã có chi tiêm rồi, vậy là chúng ta đủ cái chi tiêm này rồi, chúng ta về chế cái rìu thôi nha. Chúng ta chế rìu và chúng ta sẽ chế thêm cái mũi tên. Mình sẽ thu hoạch ba cái nấm ở đây. Lên nào. Ở trong game này hình như là không có cái sửa đồ anh em ạ. Nếu mà đồ bị hỏng là chúng ta vứt luôn. Mình sẽ về chế một cái rìu đã. Đây rồi, ngôi nhà thân yêu của chúng ta đây rồi. Đây. Cây rìu, cây búa. Cây rìu này cũng gần hư rồi nè anh em. 6 cần 8 gỗ và 3 cái chi tin trong này. Đấy, mình sẽ lấy gỗ ra luôn. Đấy, và chúng ta đã chế được một cái rìu rồi, mình sẽ thay cái rìu này luôn. Và chúng ta sẽ cần chế thêm cái mũi tên. Thiếu 3 gỗ và 2 cái fiber. Fiber thì nhiều lắm. Gỗ đâu hết rồi. Ồ gỗ nè, fiber với gỗ là trong kho mình nhiều. Đấy, mình sẽ chế 100 cái mũi tên. Chúng ta cất cái kiếm này vào. Cái này cũng cất vào luôn. 13 cái này. Để cất vào đây. Bên này thì cất vào đây. Mũi tên. Hớt này. Tìm con bọ này. Ok, rồi mình sẽ lên đường đi tìm cái hạt xít nào. Hạt xít nằm ở đâu đây? Để mình xem bản đồ nào. Không biết là bây giờ mình có cái rìu xịn này rồi thì mình có chặt được mấy cái cây này không ta? Ô, bây giờ chặt được mấy cái cây này rồi nè anh em. Đấy. Nâng cấp lên rìu xịn là cấp tháp. Thu hoạch nốt cái cây này luôn. Một cái cây này cho chúng ta là 6 gỗ và một cái fiber. Và chúng ta xuống đánh cái con gián này nè. Ô, nó đi kìa. Chết mày, mày đi đâu? Ô, trời tối rồi. Trời đang mưa cho nên là đang bị tối nha nè. Mấy con này là cứ vừa đánh vừa vừa bắn vừa chạy thôi. Đấy. Mày chạy đi đâu? Đấy. Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu? Chết mày đi. Chết đi. Rồi, một phát người thôi nè. Giờ mình có cái cung rồi thì mình tụi này mình không sợ nữa. Chơi cuộc chiến này luôn. Ô. Ô. À, mình hết stamina cho nên lúc nãy là mình không có nhảy được. Mình sẽ hồi máu nè. À, chặt nốt hai cái cây ở đây luôn. Được một cái peta này anh em, một cái vật liệu mới. Để mình xem cái peta này là cái gì đây. Một món ngon dễ vỡ. À, đây là một cái công thức nấu ăn. Thu hoạch tiếp nè. Đấy. Ăn một miếng thịt kiến nè. Rồi chúng ta sẽ lên trên cánh đồng này. Đây là một vùng đất, một vùng đất mới. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân tới cái vùng đất này. Chặt cây hết đi. Ồ, có con kiến kìa nè. Ồ, chúng ta thu hoạch được cây dâu luôn nè. Ồ, và chúng ta có được một trái dâu. Đấy. Ồ, nó tới rồi nha. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Mày đánh ai? Cái kiếm của chúng ta bị hư rồi. Ồ, cái kiếm chúng ta bị hư rồi cho nên chúng ta đánh chỉ còn lại một đam thôi nè, anh em thấy không? Nó bị hư rồi. Chúng ta không mang theo kiếm thì cây này hư thì làm sao sửa đây. Không có sửa được nha anh em. Kiếm hư rồi là chỉ có vất thôi. Mình không có mang theo kiếm rồi. Thôi thu hoạch nốt cái đống này rồi chúng ta sẽ về. Không có kiếm là không đánh lại này đâu. À, ba thu hoạch cây lúa nè. À, có shit nè anh em. À, thì ra thu hoạch mấy cây lúa này là có shit nè. Ok ok. À, chúng ta sẽ thu hoạch shit nào. Đấy, có shit nè. Shit này là hạt giống. Đấy, tranh thủ thu hoạch cái đống này. Ồ, chặt một phát ra hai cây rụng luôn nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã biết nơi để chúng ta thu hoạch cái hạt giống này rồi, hạt xít này rồi. Lần sau ngày mai chúng ta cứ quay lại đây chúng ta thu hoạch thôi. Có cây ở đây nữa. Dâu nè.
Có một cái là cái anh em thấy cái độ bền của cái rìu không, bây giờ nó gần hỏng rồi nè, thì cái mấy cái vật dụng ở trong game này nó rất là nhanh hỏng nha anh em. Chế một cái rìu này là cần bốn cái con chi, phải giết bốn cái con chi tin, bốn cái con giáp để mà lấy chi tin, hơi bị chua ấy. Thôi mình sẽ tranh thủ mình qua đây để mình cái gì đây. Ủa một cái hương ni nữa anh em này, những hương ni là cái mật ong hay sao, chắc là dùng để làm công thức nấu ăn. Ồ trời tạnh mưa rồi. Ồ, có một con bò hung này anh em. Con bò hung này là Bloom Dam. Thì cái Bloom Dam này là cái gì đây? Bloom Dam là sẽ xài cái vũ khí hình như Bloom Dam là cái chùy á, mà mình không có mang theo cái chùy rồi. Thôi chạy thôi. Ủa nó to gấp đôi mình á. Ôi em thua anh, để cho em chạy, em thua anh, em thua anh. Chúng ta thu hoạch từng này là được rồi. Về nhà thôi. Ê, mày đợi đó, ngày mai tao sẽ đem vũ khí tới để mà tao tiêu diệt mày. À, hiện tại thì mình đang có là 27 cái ship này, là đủ chế rồi. Ta về nhà thôi. Ồ, nơi đây cũng có cây lúa nè anh em. Có hai cây lúa này. Tranh thủ thu hoạch ở đây luôn. Thôi chúng ta nên về nhà đi. Về nhà để chúng ta chế vũ khí thêm đã. Anh em thấy cái điều này mới đánh một xíu thôi mà nó gần hỏng luôn này. Đấy, độ bền còn còn có xíu xíu mà. Rồi, về nhà. Mình sẽ chế một cái kiếm này. Đấy. Kiếm và một cái gậy gỗ. Đây, Bloom Dam này anh em thấy không? Thì cái con bò hung kia nãy là nó, điểm yếu của nó là Bloom Dam. Thì mình phải chế một cái cây gỗ này rồi. Cây này là Echo Dam, bầu là Spirit Dam. Rồi mình sẽ chế một cây gỗ này. Và mình đặt nó lên kiếm số 6. Rồi chúng ta cất đồ vào kho nè. 18, 20. Fiber cho vào đây luôn. Rồi, bên này là phun rương rồi này. Đấy. Ừ, bên này cũng phun rương luôn. Lấy cái này, đặt qua bên này. Đó, chúng ta sẽ dư ra được slot bên này. Thì slot bên này mình sẽ để cái màu cam, cái màu hồng này. Rồi bên này là chúng ta sẽ để dâu nè, chúng ta để cái end medi bồ này,
Phi bờ bây giờ phi bờ mình nhiều lắm luôn anh em ơi, phi bờ quá trời luôn rồi. Cái đầu kiến để đây, để xíu mình đi nấu ăn. Rồi, chi tinh này, mật ong này, táp này. Đấy. Đấy. Rồi. Chúng ta ra làm thịt kiến nè. Mình có kiếm, có cái rìu. Chế lại cái rìu này nữa anh em. Cái rìu này thì nó tốn tài nguyên quá, nó tốn tới tận 4 chi tinh luôn. Phải hao thật. Xem nào. Bây giờ chúng ta cứ chế cái xích ôi này trước. Đấy, chúng ta sẽ chế được 20 cái xích ôi này. Rồi mình sẽ chế hết luôn. Đấy. Rồi chúng ta sẽ làm cái gỗ này. Để mình lấy gỗ ra. Này. Đấy, chúng ta sẽ làm cái gỗ này. Mình sẽ đổi hết ra cái gỗ này luôn. Hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chế được cái gì đây? Chúng ta chế được một cái stone spear này nè. Hoặc là cái rìu thì cần flint, mà flint thì mình hiện tại là mình chưa có. Không biết cái flint này lấy ở đâu ta. Flint. Chắc là chúng ta phải đi tìm một cái mỏ quặng flint rồi anh em ạ. Thì trước tiên là mình sẽ chế cái stone spear này đã. 5 fiber, 4 resin và 8 đá. Đá là mình có nè. Resin mình cũng có nè. Fiber này. Đấy, chúng ta sẽ chế một cái cây này trước. Cất đồ vào kho lại nè. Ngang đây thì mình sẽ để cây thuốc thứ ba. Mình sẽ để tạm ra cây cuốc đi. Rồi xem thử chúng ta có xây được công trình gì mới không. Cần có 5 cái bát. Cái bát này là cái gì ta? Bát này mình không có trong kho đúng không? Cái bát này mình chưa có nè. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cái bát này. Rồi. Timber bed thì mình xây rồi nè. Hover bed là chưa có nè. Ok. Chúng ta sẽ xây cái tangerine này đó. Thì cái này là cần 5 fiber. Cũng chưa có Flint anh em. Chúng ta bây giờ cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta thiếu Flint rất là nhiều. Chúng ta chưa có cái Flint. Rồi, mình sẽ đi ngủ nè, để ngày mai mình sẽ đi săn cái Flint. Chúng ta dậy rồi, đi ăn cái gì nào. Đấy, sáng nay sẽ ăn hai cái đầu con kiến nha anh em. Ôi, đi thu hoạch nào, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Đấy, bây giờ mình có cái spear rồi nè. Đấy, tụi mày lội liệu thường ta đâm chết. Giờ chúng ta sẽ đi tìm cái Flint thôi. Rồi. Thì để dành cái điều này đi. Cái điều này, mấy cây này không cần điều cao cấp. Nó tới kìa. Mày tới đây. Ồ, tới đây. Tới đây, tới đây. Tới đây, tới đây. Ấy, mày giỡn với ai? Đấy, chúng ta sẽ đi thu hoạch nấm.
Mục tiêu của chúng ta hôm nay là chúng ta đi tìm phần linh nha anh em. Phải cần phần linh để chúng ta chế đồ. Đấy, rồi, đi nào, lên đường. Thì để mình coi, con giáo này, điểm yếu của nó là gì. Khi tờ ra, rồi mình sẽ cầm cái giáo này, mình chơi con giáo này nhanh lên. Đấy. Đấy. Ui, nó đánh, con này nó đánh đâu ấy. Ui, nó đánh đâu thế, từ từ. Mày tới đây. Mày tới đây. Đấy, giỡn hả? Rồi, xuống dưới bên này chiếc con dán dưới này luôn. Ờ, hôm nay chỉ có một con... À đây đây đây, nó mò lên đây rồi nè. Giết nốt con này mà chúng ta để chúng ta farm chitin. Rồi, con dán và con kiến, hai con đang đứng gần nhau. Thì mình sẽ chơi từng con một anh em. Rồi, chúng ta đã tiêu diệt xong cái con kiến rồi. Bây giờ đến con giá. Con giáng này nó rất là khôn, nó chạy kìa. Ồ, nó biết né đòn nữa kìa, con giáng này rất là thông minh. Mày đứng xa thì tao tính xa thì mình sẽ bắn nó ấy. Mày thông minh hơn tao hả? Ê à, chúng ta sẽ đi tiếp nào. Chúng ta sẽ lên đây để chúng ta tìm cái phần linh. Rồi, một con kiến nữa nè. Còn không được qua, chúng ta qua chơi cái con bọ hung ở bên kia luôn. Mấy con ong này ở đây, có mấy con ong này nè, không biết bắn ong được chúng ta. Nhưng mà nó đông lắm, lỡ nó kéo ra nó giết mình sao. Ồ, đây, con bọ hung đây rồi. Cái con này điểm yếu của nó là cái chùy này. Mình sẽ rút cái chùy ra để mình đánh nó. Đau lắm, đau lắm. Con này nó đau lắm. Nó đánh đầu lắm mình nè. Chết mày đi, chết mày đi. Nó bị chết rồi nha. Solo với nó luôn. Mày chết hay là tao chết. Đấy. Ồ, giết một cái con này được 3 cái chi tinh. Đấy. Rồi, và cái khu này là của mình rồi. Mình sẽ thu hoạch cái khu này. Poppy nè.
Ồ, thu hoạch cái poppy này cho chúng ta là cái petal ở cái hạt giống luôn anh ơi. Thu hoạch nào. Ồ, trời lại mưa nữa rồi. Để mình trồng cây đuốc lên cho nó sáng ha. Ồ, cái cây này bị hư rồi anh em ơi. Bây giờ chặt yếu lắm anh em thấy không? Bây giờ chặt yếu. Nó bắt mình phải chế lại cây khác rồi. Thì đó chặt xong cái cây này luôn. Đằng nào cái cây này cũng gần mất gần chết rồi này. Đấy. Rồi, thu hoạch đồ nào. Ờ, dưới này có một cái nắp can này. Và một cái vỏ chai. Trời đang mưa to. Con kiến đâu rồi? Mày ra đây. Cục chip. Một là tao chết, hai là mày chết. Bạn đang đóng băng. Ui, mình đang bị lạnh anh em ơi. Chúng ta nên chạy về căn cứ. Ê, dịp rồi chúng ta đang bị lạnh này. Ui, đóng băng luôn. Nó chạy về đó. Đường về nhà đâu rồi ta? Về nhà thôi nào. Ủa, trời nắng lại rồi nè. Nhưng mà máu mình vẫn bị tụt nhanh nè. Mình đang bị mất máu nè. Chúng ta vẫn đang bị lạnh. Ok, hết lạnh rồi. Đấy. Bây giờ sẽ farm thử cái con ong này để xem nó có dí mình không. Ong ơi, mày ra đây. Mình sẽ dụ từng con một thôi nha nè. Đấy, ui một phát nó gần chết luôn nè, được nè. Ui nhưng mà nó kép và bay theo luôn anh em. Nó kéo một bầy theo luôn kìa. Chết mày đi. Con ông ngu ngốc. Một con. Hai con. Đấy. Giết được nó rồi nè. Nó bị kẹt cái cây. À, nó chết rồi nè, chúng ta nhặt đồ của nó thôi. Ui, đồ của nó nhiều lắm luôn á. Đấy. À, cứ dụ tấn công một ra mình giết thôi. Chết mẹ mày đi, con này cần chết rồi nè. Đấy. Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày thì ông nè. Ồ, con này không có đồ nữa.
Nó lùi lại này. Đây đây. Đấy. Đấy. À, một con bị kẹt ở đây. Bị kẹt là giết. Rồi, cái con mồi chúng ta bị hỏng rồi anh em ơi. Không có bắn được nữa. Bây giờ bắn chỉ có mất một máu thôi. Công hỏng mà. Công hỏng thì bây giờ mình chơi cái thương. Rồi, mày xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Một mà tao chết, hai là mày chết. Rồi máu nè, từ. Một là tao chết, hai là mày chết. Ô, chúng ta chết, thôi chạy chạy chạy. Rồi chúng ta hồi máu rồi chúng ta lui lại chơi nó. Mày tới đây. Ủa, chọc không được, chết rồi. Mày đâu rồi? Đấy, chúng ta sẽ thu hoạch cái đồ của nó. Bên này. Một con mà đòi chơi tao hả mày? Có một mình mày đòi chơi tao hả? Ồ, nó xuống. Xuống nè, xuống nè. Một con tao chết, hai là mày chết. Ồ, chúng nó chỉ còn một con nữa thôi. Mình sẽ cố gắng từ từ. Một là mày chết, đấy. Ô, chúng ta phun đồ rồi, không có nhặt thêm được nữa. Thì cái cây này đã bị hư rồi, mình sẽ vứt cái cây này ra. Đấy, để mà mình chỗ mình nhặt cánh cái đồ của nó. Chuyến này hôm nay đi thu hoạch rất là khá nha. Rất là nhiều đồ cho chúng ta. Nguyên cái bầy ông ở đây là mình giết sạch luôn rồi. À, giờ chỉ có đi lúc đồ của tụi nó nữa thôi. Ồ, ở đầu này vẫn còn 4-5 con này. À, chúng mày xuống đây. Chơi hết không có sợ tụi nó. Ngu nè, mày chết thì tao chết. Rồi, tao chết rồi, tao chạy đây. Ồ, chúng ta gần hết máu rồi nè. Một con. Đấy. Rồi, còn con này nữa thôi. Chơi mày luôn. Đấy. Đây, cái xác của nó đây rồi. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình nào. Mà mình nghĩ mình nên về cất đồ, tại vì bây giờ cái đồ của mình đang bị phun rương rồi nha. Mình sẽ đi về nhà. Ô, sau lưng mình có con kiến nó đang dí mình nè. Mày dí ai? Ở đây là có cái con châu chấu ấy nè. Có nên chơi với nó không? À, để mình hồi máu cái. Và đây là chiến giữa mình và con châu chấu.
ơi, mày đợi tao hồi máu cái nữa. Ăn cho lại sức nè. Đấy. Rồi, chiến đấu anh nha. Thứ sáu. Rồi, cho cháu đâu rồi. Mày tới đây. Mày nhìn ai? Mày nhìn ai? Mày nhìn tao hả? Mày nhìn tao hả? Nó không đánh mình được. Mày nhìn tao hả? Mày nhìn ai? Mày... Ui, nó đánh đâu ấy? Mày nhìn ai? Đấy, mình đã tiêu diệt được con châu chấu rồi nè. Giờ chúng ta là không sợ con nào nữa hết. Chúng ta, giờ chúng ta là bố đời rồi. À, quay về lại nhà thôi nào. Chúng ta đang bị phun rương rồi. Tranh thủ thu hoạch mấy cái fiber này. Hôm nay chúng ta là một ngày thu hoạch rất là khá. Ta kiếm rất là được nhiều đồ. Được cái điều này cũng gần hư rồi nè. Đấy, anh em thấy không? Hôm nay chúng ta farm rất là được rất là nhiều thứ. Về thôi. Sang ngày mai là mình sẽ cố gắng mình đi tìm cái bãi Berlin để mà chúng ta chế cái công cụ cấp cao hơn. Có đường về nhà ở đâu? Hình như mình bị lạc rồi anh em ơi. Đường về nhà đi ngã này đúng không? Rồi đi ngã này. Băng qua cái cây này. Rồi chúng ta chỉ cần đi vào cái về cái hướng này thôi. Chúng ta sẽ về tới nhà. Đây hình như là đường về dưới nhà của chúng ta đây rồi. Ui rớt xuống mất nhiều máu lắm anh em. Mất nửa bình máu luôn á. À, ngôi nhà thân yêu của chúng ta đây rồi. Đây có một con kiến sẽ ra cho khiêu chiến với nó luôn. Ôi, về tới nhà rồi. Rồi, để xem thử là mình cần chế cái gì đây. Cây điều này là gần hỏng nè. Để chế một cây điều nè. Cái cung này thì hiện tại là để mà chế được thì mình phải cất bớt đồ chứ đã. Con nhân vật của mình đang bị phun đồ. Ồ, đồ quá nhiều luôn anh em ơi. Mình sẽ cất bớt đồ đi. Ô, bây giờ không đủ rương nữa mà cất có luôn á. Hôm nay thu hoạch rất là nhiều thứ. Rồi chắc là có lẽ là cái video của ngày hôm nay là đến ngang đây thôi. Qua tập mới là mình sẽ đi tìm cái Berlin để mà mình chế mấy cái món đồ còn lại. Đấy, chúng ta còn rất nhiều đồ để mà chế. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi, bye bye.